Xin chào toàn thể các anh em. Chào mừng anh em đã quay lại với kênh Yêu Thiên Nhiên Vlog của mình. Nếu anh em mà lần đầu tiên ghé thăm kênh thì anh em xem video cho mình xin một nút like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh và cũng là để đón xem các video mới, đón xem các em chè than chè lửa mới nhất trên kênh của mình. Cũng xin được thông báo với anh em, với những người mà mới vào kênh của mình lần đầu tiên ấy, là kênh của mình là mình chuyên sưu tầm những em chè than bổi, chè than mộc, chè than bánh tẻ. Mùa này thì có chè than bánh tẻ bẫy đấu và phải nói là cực tố chất thì mình mới đưa lên đây để phục vụ và giao lưu cùng anh em. Đấy, thì đây, quay trở lại với em than bánh tẻ này. Đây là em than bánh tẻ mã số 231. Mã số 31. Có thể nói đây là một tuyệt phẩm của chè than. Em nó có thân hình là to, dài, phải nói là cực dài đòn. To và cực dài đòn. Đầu bằng, mỏ cực mỏng. Đấy. Thân hình to, cực dài đòn, màu vàng mọc cực mỏng. Cánh sẹ gà tre. Và cái đuôi thì mời anh em thưởng thức, đánh giá về cái độ nhạy của cái đuôi của em nó. Có thể nói là em này là đuôi luôn luôn giật, ngoáy tít xòe, không ngừng nghỉ. Tuy mới là chim bánh tẻ, nhưng em đã có cái dáng bộ là rất là trường chim. Cánh dài, cánh sẹ nhưng cánh dài, đuôi dài, vẫy liên tục. Đầu bằng, em này có thể nói là đầu xà, đầu bằng. Và một trong những cái nét nổi bật của em này, đó là em ấy đã khè rít, phải nói là rất lắm mồm, liên tục. Khè rít liên tục. Dáng thì cực kỳ cao cầu. Mỗi lần em ấy đứng ngắm vảnh lên thì các bạn có thể nhìn thấy dáng cực kỳ cao cầu. Có thể nói là đây là một tuyệt phẩm về mặt hình dáng điệu bộ của em nó thì không thể chê vào đâu được. Thế mà nuôi chè than bánh tẻ thì đây cũng là sở thích của rất nhiều anh em trong một vài năm trở lại đây, là chúng ta sưu tầm và chăm gột những em chè than bánh tẻ lên. Bởi vì gột chè than bánh tẻ lên, thứ nhất là chúng ta sẽ nhàn hơn nhiều so với gột chim mộc. Các em nó sẽ rất nhanh thuần. Đấy, so với chim mộc thì có thể nói là chúng ta chỉ mất khoảng nửa thời gian, nửa công sức chăm sóc một em bánh tẻ so với một em mộc. Thế và đặc biệt là những em bánh tẻ, vì là chúng các em này cũng đã đi theo mẹ, theo bố mẹ đi kiếm ăn, cho nên là các em nó cũng đã học được những giọng rừng. Tất nhiên là đã nuôi chim non, chim bánh tẻ và kể cả chim già, anh em mà chúng ta muốn chiến binh của chúng ta có được những giọng hót hay, nhiều giọng rừng, thì chúng ta vẫn phải thường xuyên cho các em nó tập luyện. Và với những em bánh tẻ kiểu như thế này thì chúng ta chỉ cần mất một mùa là sang vụ sau là em nó đã có thể trở thành một chiến binh để chúng ta xách đi cà phê giàn giáo được rồi. Thế và mình cũng xin thông báo với anh em là em chè than bánh tẻ này là đã được hơn một tháng lồng, khè rít luôn mồm. Và mình cũng xin được khẳng định với các bạn là em này là mình bao trứng trọn đời và bao tật lỗi trong vòng 3 ngày kể từ ngày khi anh em nhận chim. Những em này là mình cũng tăng cường cho nó ăn sâu dế hàng ngày để cho em nó đảm bảo sức khỏe và đầy đủ lực để nó có thể nhanh chóng cất tiếng háo hót và cũng như là chút bỏ, nhanh chóng chút bỏ bộ lông máu
để sau đây khoảng chừng 3 đến 4 tháng nữa thì em nó sẽ có bộ lông đen tuyền trắng tinh như những em bổi già rừng. Và cuối cùng thì mình cũng xin thông báo cái giá bảo tồn của em này. Em nó sẽ ra đi về với chủ mới với cái giá là 650k. Một em bánh tẻ phải nói là không có điểm gì để mà chê. Cao cầu, dáng vẻ cực đẹp, bộ to, mình trường. Nếu anh em thực sự yêu thích em nó thì hãy nhấc máy alo cho mình. Với những em chim hay như thế này thì mình nói là nếu chúng ta không khẩn trương chần chừ là em nó sẽ bay rất nhanh. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn anh em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh em vào những cái video mới, video tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả các anh em.